Bạch Mã Hoàng Tử xì hơi. Hỡi công chúa Bạch Tuyết, nàng có đồng ý lấy ta không? Dạ vâng, tôi... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ... Cảnh sát trưởng Laprado, anh ngựa trắng, xin anh hãy giúp tôi đi mà. Cứ bình tĩnh đã, có chuyện gì vậy? Chắc chắn có người gài bẫy tôi, vì thế tôi không thể ngừng xì hơi được. Gì cơ? Xin hãy tìm ra người làm chuyện này. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Chắc chắn là ông đã gài bẫy tôi, đầu bếp voi. Tôi chẳng bị làm sao trước khi lên sân khấu, nhưng tôi bị đau bụng như vậy từ khi tôi ăn bánh của ông. Anh đổ lỗi cho tôi làm anh đau bụng mà. Tôi chắc chắn ông đã bỏ gì đấy vào bánh, vì thế khi tôi ăn xong tôi bị đau bụng. Ông chắc hẳn đã ghen tị với khuôn mặt đẹp trai của tôi, vì thế tôi đã bị gài bẫy. Anh đang nói cái gì vậy? Ông voi, ông dám tấn công tôi ư? Hãy mau bắt ông ta đi. Đợi đã, không phải là tại anh voi đâu. Sao cơ? Hãy nhìn đống đĩa bẩn ở đằng kia, có rất nhiều người đã ăn bánh, nhưng anh ngựa là người duy nhất bị đau bụng. Điều đó có nghĩa là bánh không bị làm sao cả. Chính xác. Cảnh sát trưởng Labrado thật là thông minh, có phải không? Vậy thì... Anh ngựa, anh còn ăn gì khác trước khi lên sân khấu không? Ngựa vằn ư? À, tôi nhớ ra rồi. Đây rồi, anh ngựa vằn đã đưa cho tôi một miếng bánh pizza. Nó đây này. Cảnh sát Labrado, tôi chắc chắn ngựa vằn đã bỏ gì đó vào miếng pizza. Bởi vì cậu ấy muốn thế vai diễn hoàng tử của tôi. Cái gì? Không phải như thế. Cậu ghen tị với tôi phải không? Cái gì? Vì thế mà cậu đã bỏ thứ gì đó vào miếng pizza của tôi. Nếu tôi bị bệnh, cậu có thể diễn vai hoàng tử thay tôi. Không phải mà. Đâu phải lỗi của tôi khi sinh ra đã đẹp trai sáng lạng như thế này. Tôi khổ quá đi mà. Tôi không làm thế. Cả hai bình tĩnh nào. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm miếng pizza có vấn đề gì không. Để đấy cho tôi. Tôi không thể nào nhịn được nữa rồi. Không sao rồi, mà mình cũng chẳng cần rửa tay đâu. Sao mình đói thế nhở? Bánh phòng kia. Anh ngựa, anh phải rửa tay trước khi ăn chứ. Không sao đâu, chẳng có vấn đề gì đâu mà. Cảnh sát trưởng Labrador, có rất nhiều vi khuẩn độc hại được tìm thấy trên miếng pizza này. Ngựa vằn, đúng là cậu rồi. Không thể nào. Không phải tại ngựa vằn đâu. Người làm cho anh bị đau bụng chính là anh. Ngã cái gì? Tôi ư? Tôi làm sao mà làm như thế được? Tờ xét nghiệm này đã cho thấy rằng đa số các loại vi khuẩn độc hại chúng tôi tìm thấy đều ở những khu vực mà tay anh chạm phải. Vì thế, những vi khuẩn này đều từ tay anh mà ra. Anh cũng không hề rửa tay trước khi ăn chiếc bánh vòng vừa rồi. Vi khuẩn có hại trên tay anh đã đi vào bụng anh và làm cho anh bị đau bụng. Tôi sẽ đi rửa tay ngay. Tôi không muốn làm hoàng tử xì hơi nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn.
nhỏ, trên tay chúng ta có rất nhiều vi khuẩn. Hãy nhớ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi chơi ở ngoài trời hay sau khi đi các phương tiện giao thông công cộng. Nếu không, các vi khuẩn này có thể chui vào bụng và làm cho các bạn bị ốm. Vì thế, chúng ta phải nhớ thường xuyên rửa tay nhé các bạn.